môn dance sport thì có 10 vũ điệu chính, bao gồm 5 vũ điệu dòng standard là cổ điển, còn 5 vũ điệu Latin, châu Mỹ Latin. Mình đang là vận động viên của sở thể dục thể thao Hà Nội, nên là cái lịch tập thì hầu như ngày nào cũng phải đi tập. Mình bắt đầu bộ môn này từ năm mình 10 tuổi, lúc đấy mình cũng chưa có một định hướng hay là yêu thích nào. Lúc mới đầu thì mình không thực sự là không thích, nhưng mà càng về sau mình càng đam mê và mình theo đuổi tận bây giờ. Giải thưởng cao nhất mình đạt được thì là vô địch Đông Nam Á ở nội dung standard, thì là mình đại diện một trong 4 cặp thì là được vào chung kết trong nội dung quick step, và lúc đấy cảm xúc mình rất là vui và mình rất là xúc động khi mà mình trong một quá trình mình chỉ tập một cái bài đấy thôi mà mình cũng đã đạt được thành tích cao, thì mình cảm thấy rất là vui. Có 4 cặp được đăng ký thi đấu, 4 cặp đều bị loại và có cặp mình thì là được vào vòng chung kết. Cảm xúc rất là hãnh diện thôi, vì mình lúc đấy mình rất là nỗ lực và mình cố gắng, và mình đấy là cái đền đáp xứng đáng với mình. Chấn thương nặng nhất mình gặp phải khi đấy là mình đi thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch quốc gia, mình bị chật cổ chân, và lúc đấy cũng may là hoàn thành xong tất cả những cái phần thi quan trọng nhất. Lúc đấy là mình đang thi đấu và mình đang solo thôi, chỉ có một đôi mình trên sàn thôi, và mình đã bị vấp bởi một cái viên đá đính áo ấy, và mình bị trượt chân. Nhưng mà sau lúc đấy thì mình đứng lên mình nhảy tiếp như bình thường, nhưng mà sau cái lần nhảy đấy là mình bị bó bột 3 tháng thôi, mình không nhảy. Lúc đấy là solo mà chỉ có một mình trên sàn thôi, thì mình phải tùy cơ ứng biến và mình đứng dậy mình thi đấu luôn, mình bất chấp tất cả và mình thi đấu hoàn thành. Lúc đấy mình không cảm thấy đau, không cảm thấy đau một chút nào, nhưng mà vừa thi xong cái ra là thấy rất là đau rồi, không đi được nữa, phải chống nặng luôn. Tại vì cái giải đấu đấy thì mình cũng chuẩn bị cả một năm trời, mà lúc đấy bị ngã như vậy mình sẽ phải, lúc đấy mình càng có động lực để mình cố gắng hơn, để mình hoàn thành nốt những phần thi của mình, rồi sau đấy thì muốn như nào thì như. Nói chung là khi đi nhảy dance sport thì có rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là mình phải đầu tư vào đi học hay đi tập huấn, vì ở Việt Nam thì thực sự là bộ môn này cũng khá là mới và cũng ít thầy, nên là mình cũng phải đi tập huấn thêm ở những cái nước ngoài như là Đức và Ý, những cái nước rất là phát triển cái bộ môn này. Trước khi chia tay với bạn nhảy 10 năm là mình khá là áp lực, nói chung là mình nhảy với nhau từ bé, đến khi lớn thì hai anh em có vẻ như không hợp nhau nữa, thì nó nhiều cái mâu thuẫn xảy ra và mình thay đổi. Lúc đấy mình cũng kiểu suy nghĩ rất nhiều, vì khi mà kiếm một bạn nhảy mới thì phải làm lại từ đầu ấy, rất là mất thời gian, nên mình có lúc mình suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, nhưng mà mình thấy mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn cống hiến được thì mình vẫn chơi đến cùng mà. Mình là Kiều Phạm và hiện tại thì mình đang là bạn gái của Tuấn Đạt. Mình với cả Đạt thì chắc là yêu nhau cũng phải 5 năm có lẽ nhỉ. Người yêu thì lúc nào cũng đi thôi, đi xong lại về xong lại đi. Nhưng mà cũng may là chắc là không biết tại sao mà lại yêu nhau được đến tận bây giờ. Vì mình đi thi đấu khá là nhiều, cho nên là mỗi khi mình đi thi đấu thì Kiều cũng hay động viên và khích lệ tinh thần mình. Lúc ban đầu thì là khó khăn bởi vì nhìn thế thôi, nhưng mà Kiều rất là khá là buồn khi mình đi, bởi vì mình đi thường là mình phải đi một tuần cho đến một tháng. Để nói lời cảm ơn thì hơi sớm, mình sẽ dành thời gian nhiều hơn, lâu hơn nữa, thì mình sẽ dành cảm ơn lớn hơn để cho Kiều, vì mình nghĩ là Kiều sẽ không chỉ theo mình 5 năm mà theo cả cuộc đời. Anh có một
cho các bạn ạ? Cách mình truyền động lực đó là mình cố gắng và mình trau dồi mỗi ngày để cho mọi người cảm thấy cái điều mình làm là tốt, và mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người nhiều hơn. Mình hiện tại đang là một thầy giáo rồi thì mình sẽ phải truyền đạt cho cả những học sinh của mình sự hào hứng đầu tiên, và mọi người hiểu được cái bộ môn dance sport. Mình thấy dance sport Việt Nam rất là khá là phát triển vì có những lớp trẻ và tiếp cận khá là tốt, và bây giờ truyền thông đại chúng hay là những cái ở trên mạng rất là nhiều mà mọi người có thể học hỏi theo được. Thì mình thấy là để theo được thì mọi người cứ cố gắng và đam mê hết sức mình để đạt được mục tiêu.